cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin được chào tất cả quý vị, anh chị và tất cả các bạn. Và em xin được giới thiệu, em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của kênh cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018 và cũng là cuối tuần. Cho phép em được gửi lời chúc tới tất cả quý vị, anh chị và tất cả các bạn. Đó là các quý vị và anh chị các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình, bạn bè và người thân. Và em xin được vào công việc chính của ngày hôm nay, đó là giới thiệu các mặt hàng lan rừng mà hôm nay cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền mới cập nhật để giao lưu với tất cả quý vị, anh chị và tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc. Em xin được điểm qua những cái mặt hàng lan rừng mà hôm nay cơ sở bên em mới cập nhật. Đó là có nhất điểm hoàng, môi tua, kim điệp xuân, đùi gà tròn, ý ngọc, đuôi trồn hay còn gọi là sóc ta, sơn thủy tiên, mai trúc lan, long tu đá hoa tím và kim điệp nhựa. Đầu tiên em xin được giới thiệu cái mặt hàng nhất điểm hoàng. Đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng bên em sẽ bán theo kg và bán theo bó, cũng như là có cả một số cái dề bên em sẽ bán riêng. Đây là nhất điểm hoàng kg, bên em bán sẽ là 100.000 đồng 1 kg. Và còn đây là cái hàng hoa lan nhất điểm hoàng bán theo bó ạ. Nhất điểm hoàng bán theo bó, hiện giờ bên em sẽ bán là 60.000 đồng một bó nhé. 60.000 đồng một bó, đảm bảo đủ một dề tươi đẹp luôn ạ. Tiếp theo là cái dề. Đây là dề nhất điểm hoàng số 1, có giá là 120.000 đồng. Dề nhất điểm hoàng số 2 có giá là 80.000 đồng. Dề số 3 có giá là 100.000 đồng. Và dề số 4 cũng có giá là 100.000 đồng ạ. Vâng. Và trên đây là mặt hàng lan đuôi trồn. Bên em có bán lan đuôi trồn từ hôm ngày 19 và trong những ngày vừa qua có rất là nhiều bạn liên hệ hỏi là còn lan đuôi trồn không để sưu tầm. Và bên em hôm nay có nhập được một lượng ít cái lan đuôi trồn thôi. Hiện giờ lan đuôi trồn bên em bán là 250.000 đồng 1 kg. Nếu bạn nào mà có nhu cầu lấy về để trồng từ 5 lạng trở lên thì bên em vẫn bán đấy ạ. Một bó thì khoảng tầm 5 cây hoặc là tầm như này thì là trồng vừa đủ một giò luôn. Mình trồng lan đuôi cáo hay là đuôi trồn này thì nên trồng khoảng một giỏ từ 3 đến 5 cây cho đẹp, không ai trồng chẵn cả. Vâng, tiếp theo là đến mặt hàng kim điệp xuân. Đây là kim điệp xuân nhá. Kim điệp xuân hiện giờ bên em đang bán với giá là 180.000 đồng 1 kg, còn bán theo bó là 90.000 đồng một bó. Đây ạ, một bó đây các bạn đã vừa bó xong rồi. Đây ạ, những bó này là có giá là 90.000 đồng nhá. Kim điệp xuân ạ. Vâng, bên cạnh đây là những cái dề kim điệp xuân mà bên em bán riêng. Dề số 1 có giá là 100.000 đồng. Đây ạ, dề kim điệp xuân số 1 ạ. Rồi, dề kim điệp xuân số 1. Tiếp theo, dề kim điệp xuân số 2. Đây là dề kim điệp xuân số 2 đấy ạ, có giá là 120.000 đồng. Dề số 3. Dề số 3 ở đây nhé. Dề số 3 có giá là 140.000 đồng. Đây, dề số 3. Em cần lên cho các bạn nhìn cho dễ nhé. Đây, dề số 3, 140.000 đồng ạ. Tiếp theo là dề kim điệp xuân số 4, có giá là 120.000 đồng. Đây là dề kim điệp xuân số 4. Bạn nào thích dề nào thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102. Bên em sẽ đóng hàng và gửi cho các bạn nhé. Trên đây là môi tua ạ. Môi tua bên em đang bán giá là 150.000 đồng 1 kg. Vâng, rất xanh và đẹp luôn. Đợt này về là rất là dài luôn này. Môi tua bây giờ trồng thì chỉ có đẹp trở lên thôi. Rất đẹp luôn. Vâng, còn nếu mà bạn nào mà có nhu cầu mà mua môi tua theo bó thì bên em cũng bó đây. Một bó như này hiện giờ sẽ có giá là 80.000 đồng một bó, cũng đảm bảo là trồng đủ một dề đẹp luôn. Rồi, trên đây là cái hoàng thảo mai trúc lan. Mai trúc lan thì thực sự là rất to và dài đấy ạ. Một dề có thể được từ 2 cân
có dề cũng đến khoảng 3 cân, nhưng mà cũng có một những cái dề nó nhỏ hơn đấy ạ. Bạn nào mà có nhu cầu lấy cái dề to thì bảo em, còn nếu mà dề nhỏ hoặc là bán theo kg thì bên em đang bán là 200.000 đồng 1 kg nhé. Nhưng mà mỗi một khóm nhỏ như này em nghĩ cũng phải tầm từ 8 lạng trở lên rồi. Đây, mai trúc lan ạ. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem nhé, mai trúc lan. Cái này thì là cũng để về cho các bác làm hàng sưu tầm thôi, bởi vì là bên cơ sở bên em cũng chưa trồng cái mai trúc lan này lần nào, nhưng mà thấy lạ lạ nên lấy về cho các bác sưu tầm. Vâng. Tiếp theo là đến mặt hàng kim điệp nhựa. Đây nhá, kim điệp nhựa. Hiện giờ bên em có hai loại kim điệp nhựa, loại to đẹp đều ở trên này lấy về để trồng kiểng thì có giá là 400.000 đồng 1 kg, đảm bảo đều đẹp với như nhau hết nhá. À xin lỗi các anh chị, đây là cái hàng giống rồi. Đây hàng trồng kiểng đấy nhá. Hàng trồng kiểng đây. To đều đẹp luôn nhá. Đây, cái này là kim điệp nhựa có giá là 400.000 đồng 1 kg đấy ạ. Cái dề nào cũng to đều như này luôn này. Đây như này. Còn ở trên này là kim điệp nhựa hàng giống có giá là 200.000 đồng 1 kg. Cho các bác nào lấy về làm giống hay là những nhà vườn trồng với số lượng nhiều đấy ạ. Đây là kim điệp nhựa hàng giống giá là 200.000 đồng 1 kg nhé. Và bên cạnh đây là cái mặt hàng long tu xanh hay còn gọi là long tu đá hoa tím. Bên em đang bán ở đây có theo bó nhá. Một bó như này đấy ạ. Một bó này là cái bó to này, hoặc là cái đây một bó như này. Hiện giờ đang có giá là 150.000 đồng. Còn nếu bác nào mà mua theo hàng kg có giá là 300.000 đồng 1 kg. Đây ạ. Hiện giờ thì cái thân tơ rất là nhiều luôn. Đây toàn thân tơ đây, trắng, cái dọc trắng này là thân tơ đấy ạ. Rồi. Em xin được giới thiệu tiếp đến là cái hoàng thảo ý ngọc ạ. Hoàng thảo ý ngọc đây nhé. Đây là hoàng thảo ý ngọc. Bên em đang bán với giá là 200.000 đồng 1 kg. Hoàng thảo ý ngọc. Cái này thì đang xuống lá rồi, nên là các bác nào mua về để ghép thì cái mùa này mua lan là hợp lý nhất đấy ạ. Cây lan đang xuống lá và bước vào cái thời gian nghỉ. Khi mà vận chuyển đi đấy ạ, thì lan không bị mất sức. Và thứ hai nữa là mình mua cũng được lợi cân. Đây, hoàng thảo ý ngọc nhé. Thắt ngọn và xuống lá, khô đều hết rồi ạ. Khi mà vận chuyển đi thì bên em sẽ, với những cái lá vàng như này thì bên em sẽ chủ động ngắt đi cho các bác. Nếu không thì khi mình chủ động đi thì những cái lá vàng vận chuyển đi ạ. Những cái lá vàng này có thể là gây thối úng ấy, nó có thể lan sang cái cây. Đây, như này là rất là đẹp luôn rồi các bác nhé. Nó đang mùa xuống lá đây. Rồi, ý ngọc 200.000 đồng 1 kg. Tiếp theo là mặt hàng đùi gà tròn ạ. Lan đùi gà tròn bên em đang bán là 200.000 đồng 1 kg nhé. Đây, đùi gà tròn 200.000 đồng 1 kg. Vâng. Vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan rừng mà kênh Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật để giao lưu với tất cả quý vị và anh chị và các bạn. Quý vị và anh chị các bạn đặt hàng xin liên hệ với số điện thoại 0984754102 để đặt hàng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.